Có các anh em là hôm nay là đi nhờ anh Sơn người Hòa Bình đến quán Trần Liên Sơn này bất đồ ngần quán rất là đặc trưng thì tí nó sẽ chiều gần đấy đây là quán gì nhưng mà đây là có tất cả các món còn đây có hai rau và ba món là đồ ăn cá đấy rất đầy đủ như là những món đặc trưng ở đây là lá rừng cá suối châu thịt châu lá lộn rất chuẩn chuẩn rất chuẩn nhé đấy tôi bắt đầu rất chuẩn chưa bấp tí nào thịt châu lá lộn và đây là trong tất cả các món đây thì đều có cái đặc trưng rất là đặc có cái hầm này quay lại gần này cho anh em thử thấy bây giờ không xin phép không chiếu mặt đâu rồi chiếu mặt đấy anh em xong cái này nhá món thịt trâu lá lộn này thì một trong những quán rất nổi tiếng ở trên đường đi về Thanh Hóa chỗ Hà Trung thì nó nấu với cái lá lộn rất là chua chua một tí thịt trâu nhừ có mẻ vừa ra thêm một món nữa đây là món gì anh ạ đây là xôi. Xôi này không giống như xôi vùng Yên Bái từng thưởng thức là xôi bảy màu đúng không ạ? Bây giờ xôi một màu đấy. Tiếp theo mọi người thưởng thức tiếp là đây là món rau rừng. Đây theo anh Sơn thì đây là cái rau gì anh vừa nói nhỉ? Tên rất hay mà tầm bóp hoa chuối mấy thứ đấy nhưng mà đây là rau rừng đây hoàn toàn là rau rừng chúng không kể nào nó lại được không chỉ riêng ở thế này chúng ta 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 ngon thật anh ạ, nó mềm. Hôm nay nếu mà cái nhậu này ở nhà tôi sẽ uống rượu và uống bia gì đó thì rất là vào nhưng mà tiếc là lái xe thì tí lái mới là Hải Phòng cơ nên là chỉ uống Coca thôi nhưng cũng đủ để ngon. Món này là cá suối thì là đã từng đi một số khu vực ở trên này em ăn rồi. Chiên giòn với lá lốt. Anh Sơn là có hay súng xa quá rồi. Đợi đợi may liệu xây xong nhà là anh phải xuống rồi. Thành nhà rồi. Vâng. Những năm 90 mà ngày xưa là ấy nó hay lắm. Năm 90, ôi giời, năm 90 lúc đấy em mới 10 tuổi. Đi xe đạp từ Hương Sơn ra ra khỏi như thế nhá. Vâng. Xe đạp có toa tàu để xe đạp á. Vâng. Xuống ga Hải Phòng đạp xe đạp đến qua cầu rào xuôi. Vâng. Xuống ga Ba Linh Hải đó. Ông ngày xưa ngày đấy mà có xe Phượng Hoàng cũng là phấn khởi lắm rồi đấy. Đúng không? Xích hộp đi là đâu? Năm 90 phải.
96 và xong rồi phóng rồi đấy là cái 52 56 cái đang đi đứng đi đáng nhưng mà đây không ai uống rượu đấy. Đấy không ai uống rượu. Gói mang về đi xe. Thực ra thì bọn em đi khám phá này, thì ngoài thì có thú vị này, thì cái rượu cũng là cũng hay, nhiều nơi có thú vị rượu uống rất là hay. Hôm nay là nhất là chủ nhà là cũng uống rồi, chủ nhà không uống rồi thì bọn em cũng uống. Coi như thịt lợn ngon kỳ luôn đấy, ăn thơm mỏng mềm mềm, ăn ăn mạnh nha này. Đây là món măng, măng bầu đấy, măng tươi luôn, và gần như mọi người thấy là cái măng còn hơi bị đắng đắng, nhưng mà nó an toàn cho thực phẩm, không ngâm tẩm thì là tốt rồi. Và ăn cái này rất nhiều chất xơ, dinh dưỡng thì chẳng có mấy đâu, nhưng mà chủ yếu là chất xơ đâu. Không không, gọi món này phải không? Sai ông không? Sao sai? Nhiều quá rồi. Nhiều quá rồi. Không không, nhưng mà em có gọi ông đâu nhỉ? Thôi cái này thôi ông. À thế ạ? Gọi này thôi thầy ông. Vâng. Thế thì lại chuyển, bởi vì nhiều món quá. Không hết. Vâng. Cá bóng tay không? Dương mấy? Cảm ơn chị. Đây 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 đây. Nhầm số. Thôi sai quay sát lại đây tí rồi mọi người. Đây là món thịt trâu lá lồm này. Phát âm vẫn chuẩn. Dài. Cá suối chiên giòn với lại lá lốt. Thịt lợn mán này đúng không? Quá ngon rồi. Không phải chê thơm, mỗi là thơm. Còn đây là trâu táp. Và đây là măng rừng này. Còn đây là rau rừng. Thôi, clip cũng không quá dài để cho mọi người hãy đến ủng hộ quán Độ Ngần ở Lương Sơn Hòa Bình. Mọi người cứ đến thị trấn Lương Sơn rồi hãy hỏi quán tên là Độ Ngần là mọi người sẽ tìm được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.